ngày 16 tháng 11, Công an quận Đống Đa thành phố Hà Nội cho biết, đơn vị này đã ra quyết định khởi tố bị can đối với hai đối tượng, Nguyễn Khắc Hiền, 32 tuổi và Vũ Kim Nhung, 31 tuổi, về tội cưỡng đoạt tài sản. Riêng đối tượng Hiền còn bị công an khởi tố thêm về tội môi giới mại dâm. Theo cơ quan chức năng, Nhung và Hiền quen nhau qua mạng xã hội, sau đó Hiền có tình cảm với Nhung. Giữa tháng 7 năm 2023, do thiếu tiền tiêu xài, Nhung đã nảy sinh ý định đi bán dâm. Thấy vậy, Hiền đề nghị được giúp Nhung tìm khách mua dâm. Hiền đã lên mạng đăng các bài viết và bình luận, nhận massage tại nhà, dịch vụ từ A đến Z, kèm theo số điện thoại để khách hàng liên hệ. Khi có khách liên hệ, Hiền và Nhung nhắn tin thỏa thuận giá cả và báo địa điểm để khách tới. Trưa ngày 6 tháng 11 năm 2023, anh T ở quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội, thấy bài đăng của Hiền nên nhắn tin theo số điện thoại ở bài đăng. Anh T được Hiền báo giá 2 triệu đồng trên lượt mua dâm, địa điểm tại phố Thái Hà, quận Đống Đa. Đến khoảng 13 giờ 30 phút cùng ngày, tại địa điểm đã hẹn, anh T và Nhung mua bán dâm. Trước khi quan hệ, vị khách thanh toán 2 triệu đồng như thỏa thuận. Sau khi xong việc, Nhung đòi anh Tê thêm 3 triệu đồng nhưng người đàn ông không đồng ý. Sau đó, Hiền và Nhung chửi bới, đe dọa, ép anh Tê phải trả nốt 3 triệu đồng mới thả cho về. Vì lo sợ, anh T đã chuyển 3 triệu đồng cho Hiền và được thả về. Ngay sau đó, nạn nhân đến trình báo công an phường Trung Liệt.